Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.